Kính chào quý vị, mời quý vị nghe bài của Thi Nguyễn sống ở Mỹ, Thương quá khúc ruột miền Trung. Mời quý vị nghe. Đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu thiên tai bão lụt. Được biết, đoàn cứu trợ của quân đội đã gặp nạn và toàn bộ 13 người đã tử vong trên đường đi cứu trợ. Với tinh thần tương thân tương ái, tôi khẩn thiết kêu gọi mọi người hãy chung tay giúp đỡ đồng bào mình trong cơn khó khăn này. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại có thiên tai bão lụt? Theo lương dân cho rằng thiên tai bão lụt là do nạn chặt phá rừng bừa bãi, việc xây thủy điện thiếu quy hoạch, do hiện tượng trái đất ấm dần lên vì hiệu ứng nhà kính, do khí thải CO2 từ công nghiệp. Riêng Hoa Kỳ chiếm đến 20% lượng khí thải. Mà mới đây, Tổng thống Trump đã rút khỏi các hiệp ước bảo vệ môi trường để bảo vệ nền công nghiệp của Mỹ. Có nghĩa là Mỹ nó là thải ra cái lượng khí thải nhiều nhất, chiếm 20% tổng lượng khí thải toàn thế giới. Nhưng Mỹ lại rút khỏi cái hiệp ước là cùng bảo vệ môi trường vì nó vi phạm, cho nên nó phải rút ra. Nếu không rút ra thì nó vi phạm, nó khó ăn khó nói thưa quý vị. Đó là theo lương dân nha. Theo con chiên và chăn chiên thì con chiên được dạy là mọi sự trên đời này đều do Chúa sắp đặt. Ngay cả một sợi tóc từ trên đầu rớt xuống cũng là ý Chúa. Như vậy thì bao nhiêu thiên tai, bão lụt, núi lửa, sóng thần, bệnh tật và hiện nay là dịch bệnh giết hại con chiên, gây sụp nhà thờ đều là ý Chúa. Vậy thì con chiên và chăn chiên không được quyền chỉ trích chính quyền hoặc người dân mà phải chỉ trích Chúa mới là tác giả của những đại nạn trên. Vậy sao Chúa lại ác độc như vậy với cả con chiên của Chúa và phá sụp nhà thờ Chúa? Tại sao Chúa lại để Hồi giáo giết hại con chiên của Chúa bằng những vụ khủng bố, trong khi để kẻ thù ác lại tồn tại? Và tại sao Chúa lại bất công ban cho người này trí tuệ, vóc dáng, sức khỏe, sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng lại ban cho người khác bệnh tật, bẩm sinh, mù lòa, khuyết tật, đần độn, sinh ra trong gia đình nghèo khó? Hỏi vậy thôi, chứ tôi không mong rằng có con chiên, chăn chiên nào có thể trả lời được. Bởi vì chân lý của con chiên chính là quên mình trong vâng phục, phúc cho ai không thấy mà tin. Thì con chiên đã bị tẩy não và mất đi khả năng suy nghĩ như người bình thường. Mọi sự tốt đẹp thì cứ nhận vào cho Chúa, và những sự xấu ác thì cứ đổ thừa cho Satan. Trong khi miệng chiên thì vẫn cứ làm nhảm mọi sự đều là ý Chúa. Cho nên mới gọi là lươn lẹo, cho nên mới nói mâu thuẫn là vậy đó quý vị. Bin ơi, la nhẹ thôi con, mẹ đang làm việc nè. Ra nhắc em thì hộ mẹ đi con. Thiên Chúa là tình yêu, bất chấp những lời dạy dâm ác của Chúa trong Kinh Thánh. Cho đến nay, trên thế giới có gần 1 triệu người chết vì COVID-19, kể cả rất nhiều linh mục này, giám mục này. Đa số tập trung ở các nước phương Tây có văn hóa Kitô. Vậy thì con chiên cầu Chúa có ích lợi gì trong thiên tai dịch bệnh? Thiên tai bệnh tật do đâu? Là